hùng vô kiêu ngạo. Cười cùng hùng rô mừng xuân nhâm dần. Thể lệ cuộc thi sáng tạo video hài hước. Một, đối tượng: tất cả người khiếm thị Việt Nam đang sống và làm việc ở trong và ngoài nước. 2. Chủ đề, thể loại: các video hài hước không vi phạm thuần phong mỹ tục hay pháp luật nước Việt Nam và chưa được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nào. Thể loại: dựa theo năm danh sách phát trên kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo, Tiếu Long Tạp Lục, truyện cười, thơ vui, câu đố độc lạ, nhạc chế. Bạn có thể tham khảo các video trong kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo. 3. Quy cách tác phẩm dự thi: một người có thể tham gia nhiều video khác nhau. Một video tối thiểu là 3 phút, không giới hạn độ dài. Trên video ghi rõ họ tên người dự thi và tên cuộc thi. 4. Tiêu chí chấm giải: một người chỉ được trao một giải tính theo video có điểm cao nhất. Cách chấm điểm: một lượt thích được 1 điểm, một lượt bình luận được 2 điểm. Lưu ý, mỗi tài khoản khi bình luận chỉ được tính là 1 lượt. Nếu hai chỉ số trên của các video dự thi bằng nhau thì sẽ dựa theo số lượt xem. 5. Cách gửi video dự thi: hãy gửi video dự thi về địa chỉ email cười cùng hùng rô viết liền không dấu a@gmail.com. Trong nội dung mail hãy ghi rõ họ tên, năm sinh, giới tính, số điện thoại liên lạc. Để chắc chắn video của bạn không bị thất lạc, hãy để lại bình luận dưới video này theo tài khoản hay thông tin bạn đã gửi dự thi. Chúng tôi sẽ phản hồi xác nhận cho các bạn. 6. Thời hạn gửi video dự thi: thời gian nhận video dự thi sẽ được tính kể từ khi thông báo này phát hành cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, và các bài dự thi sẽ được tiếp tục bình chọn cho đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. 7. Giải thưởng: một giải nhất 400.000 đồng, 2 giải nhì mỗi giải 300.000 đồng, 3 giải ba mỗi giải 200.000 đồng, 5 giải khuyến khích mỗi giải 100.000 đồng. Lưu ý, cơ cấu giải thưởng có thể được tăng lên nếu số người đăng ký kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo tăng cao. Cứ tăng 1.500 lượt đăng ký cho kênh Hùng Rô Tiếu Ngạo thì mỗi giải thưởng sẽ tăng lên 100.000 đồng. Quy định chung: người dự thi đồng ý với tất cả các quy định trong thể lệ cuộc thi. Tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, ban tổ chức, hội đồng giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Video dự thi vi phạm nội dung của ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến ban tổ chức. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được. Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ các hoạt động quảng bá, tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. Chúc các bạn thành công!